được. Thế nên cái phép bổ trợ mà tốt nhất dành cho vị tướng Gina này đó thì là cái phép tốc hành rồi. Đó, anh em chơi Gina mình nghĩ anh em mang tốc hành nó sẽ hợp lý nhất nhá. Rồi pha mình sẽ đứng đây thôi. Đó, cam xem thanh niên nào ra không nhỉ. Rồi có Arum lao vào mở giao tranh trước rồi. Đó, ulti vào quẩy luôn. Đó, vừa quẩy vừa bắn thường chiêu 1, đó vừa đánh thường. Cực kỳ là khỏe luôn. Đó, cho anh em nào chưa biết ý, thì vị tướng Gina này một vị tướng pháp sư nó rất là mạnh và cũng rất là trâu luôn. Ủa thôi chết rồi, lại bị thanh niên này bọc đầu. Rồi như cô làng này vừa hết ulti sao nhỉ. Rồi hên quá anh ạ. Đúng là nhiều khi may không bằng hên. Rồi thì nói tiếp vào phần ulti thì phần ulti vị tướng Gina này khi anh em mà bật lên thì đã mặc định cho mình là thêm 15% miễn thương và những kẻ thù đứng xung quanh đó nó sẽ tăng mình thêm 5% miễn thương. Đó, lên trong một pha combat mà đủ 5 người ở team bạn thì 5 x 5 sẽ 25% miễn thương này, cộng với 15% miễn thương nó ra khoảng 40% miễn thương anh em. Đó, một chỉ số miễn thương cực kỳ là cao của một vị tướng pháp sư. Thế nên khi chơi vị tướng Gina này thì chúng ta cần hổ báo một xíu, đó thì nó mới mạnh được nha. Đó thì về cái lối phù hiệu này mình dùng có vị tướng Gina thì mình sẽ dùng có vị tướng Gina lối phiệu thánh thuẫn này, đó combo với hai lối phiệu phụ, đó chính là hai lối phiệu đầu tiên nhá, thì nó sẽ là cái gì nhỉ, thánh châu và xuyên tâm, vị tướng này thể hổ ulti nhanh hơn, giỏi lao ulti vào kết liễu được cô làng Gina team bạn. Có anh em thấy chưa, đầu trận thì anh em hãy cố đi đảo quanh thật nhiều, đó thì tạo lợi thế team rất là tốt anh em. Đó, khi chơi vị tướng Gina này thì anh em hãy tận dụng cố ulti của nó đầu trận, tại vì cái vị tướng Gina ấy nó đi gank hình như là có thể phản gank rất là mạnh luôn đấy. Đó, nên mình đi càng đi gank đó thì team bạn nó sẽ càng sợ mình, và những cái pha giao tranh tiếp theo ấy đó thì cái mặt lợi thế mặt tinh thần nó sẽ rất là nhiều nhá. Đó, tiếp tục với lối phù hiệu thì còn hai lối phiệu phụ thì mình sẽ dùng vị tướng Gina là lối phiệu canh gác này và lối phiệu hấp huyết, đó có thể giúp vị tướng Gina này băng trụ được mạnh hơn và hồi phục sau những cái pha mà mình hạ hay là phụ trợ được những cái mạng của đối phương. Đó, lên khi chơi vị tướng Gina này thì có lối phiệu đấy rồi, anh em hãy cố băng trụ càng nhiều càng tốt, đó thì mới mạnh được. Thôi, hoặc anh em nào có thể muốn sát thương nhiều hơn ấy, đó có thể dùng cái lối phiệu là rồi từ đã nói sau anh em, vào bắt thì cái Thorny này luôn. Rồi bay màu Thorny. Rồi lui tí đi Ziu ơi, quả này mình nghĩ là không ăn được sinh viên kia đâu. Rồi đã ăn được thành công đi rắc, còn mỗi Oma ở đây thôi. Rồi bay màu tiếp tục lấu ma, double kill, một cái pha canh quá là đẹp anh em. Gần như là hạ được cả mid team bạn này, đó cả hai thành viên đường dòng luôn. Rồi thì nói tiếp của lối phi hiệu anh em là muốn sát thương cao ấy, đó thể dùng cho mình là cái hồi máu siêu tốc này và lối phi hiệu thợ săn. Đó, hai lối phi hiệu đấy thì mình chưa dùng bao giờ anh em, mà không phải chưa dùng mà là dùng rất là ít. Đó, nên khi chơi thì mình nghĩ là anh em cứ dùng cái phù hiệu canh gác này, đó cộng với hấp huyết, đó thì băng trụ sẽ sướng hơn nhá. Còn anh em dùng cái lối phi hiệu kia thì chỉ mạnh ra đầu trận thôi. Còn về lết, về lâu, về dài mình nghĩ vẫn là cái canh gác và cái hấp huyết đó thì sẽ rất là ok luôn nhá. Rồi bắt đầu là có đánh nhau rồi. Rồi đánh nhau thì sao thiếu được mình đây. Một chất tướng chuyên combat mà đánh nhau thiếu được thì không thể mạnh được rồi. Rồi Oma team bạn đã ra, đó chỉ cái pha cấu rẻ nhẹ nhẹ thôi. Đó, trong combat thì vị tướng Gina này nếu anh em nào biết chơi ấy, đó nó sẽ hầu như là bất tử rồi. Đó, hút máu cực kỳ là mạnh và miễn thương rất là nhiều. Và để tăng thêm cái điểm mạnh của vị tướng Gina này trong giao tranh mạnh ấy, đó thì anh em thể đeo cho mình là bằng ngọc và hút máu nhá. Đó, ngọc đỏ mình sẽ dùng cung phép này, ngọc tím mình sẽ dùng X10 luôn hút máu anh em. Đó, chứ không cần dùng cái tốc đánh tốc chạy nào đâu, tại vì tốc chạy mình có từ tốc hành rồi. Đó, lên có thể lao giao tranh rất là dễ dàng. Rồi lui tí Kakani ơi, nghe nó đánh hổ báo vậy. Rồi, kéo thêm hổ báo bạn ơi. Đó, chơi luôn nhá. Rồi, buồn tiếc quá nhỉ, ngoại thanh niên đi rắc kia, thanh niên tiểu một cục mana rất là dày. Rồi, tổ lái lé ngay Gina thôi. Đó, và cuối cùng là ngọc xanh vị tướng Gina, mình sẽ dùng cái vị tướng Gina này là cái gì nhỉ, ngọc xuyên giáp phép rồi. Đó, tốc đánh xuyên giáp phép nhá. Đó, lên anh em chỉ cần nhớ là chỉ cần lên X10 viên hút máu, đó thì trong giao tranh vị tướng Gina quẩy sẽ rất là mạnh. Rồi gạt đánh tốc hành và chạy thôi. Rồi Nagrod thích chơi bạn ơi, đó bật ulti chơi luôn. Ôi tiếc quá nhỉ, không hạ Nagrod. Còn như khả năng là không hạ rồi anh em. Đó, lúc ấy còn trông chờ một tí và lại mặt lại Berit, nó mong nó thiêu đi nhưng mà mình nghĩ là khả năng không thiêu rồi. Rồi, tiếp về cách chơi vị tướng Gina đấy thì anh em lưu cho mình nhá. Tuy hổ báo thật nhưng mà trước giao tranh thì anh em đừng lao vào vội. Đó, lao vào khi nào thì anh em hãy nhớ là lao vào cho mình khi đối phương còn một lửa cây máu. Đó thì khả năng kết liễu được sẽ rất là mạnh. Hoặc là trong trường hợp thứ hai là khi về late ấy mà team mình trận này thì mở giao tranh nó cũng khá là yếu anh em. Đó, lên mình sẽ người sẽ là tiên phong mở giao tranh dùng ulti lao vào nhá. Đó sẽ rất là ổn. Rồi pha này team bạn ít máu này, mỗi người lửa cây lao vào chơi luôn và càn quét team bạn anh em. Rồi thanh niên đầu tiên Oma làm xuống này. Rồi tiếp tục như là chả thanh niên làm xuống nữa đâu. Mấy thanh niên này còn chả toàn chạy được thôi.
Đó là hai cách lao giao tranh tốt nhất. Nhưng mà và điều lưu quan trọng nhất đó là khi chưa có giao tranh ấy, đó thì mình cứ dùng cái chiêu 1 xá lợi của vị tướng Gina này, đó, cấu rỉa tướng địch. Đó thì chơi sẽ cực kỳ là mạnh. Đó anh em hãy cố cấu rỉa tướng địch mà lên kèm theo mặt lạ Berit ấy, đó thì nó thiêu sẽ rất là nhiều máu rồi. Đó anh em càng cấu rỉa lâu thì đối phương nó sẽ càng thấm vào, nhất là những cái thanh niên nào nó trâu anh em. Đó ăn phải cái mặt nạ Berit thì cấu máu nó gọi là thôi rồi. Rồi thí dụ như Oma trận này là hay Yana, đó mình cứ đứng hàng tuyến sau mình lém chiêu 1 thôi. Đó khi họ cảm giác ăn được và căn đủ sát thương, đó mình sẽ dùng ulti lao vào. Và chiêu 2 này thì mình sẽ giúp cho vị tướng Gina là một cái chiêu để giúp vị tướng này có thể làm chậm đối phương nhá. Đó thật ra cái chiêu 2 này sát thương nó không quá là nhiều anh em. Đó chỉ dùng cái chiêu này để làm một cái chiêu làm chậm tướng địch để ăn được nhiều ulti hơn. Và cái điều quan trọng nhất đó chính là khi chơi vị tướng Gina này, đó anh em phải đánh thường thật nhiều nhá. Tại vì cái chiêu đánh thường vị tướng Gina này có thể gây một lượng sát thương phép rất là lớn. Đó sau mỗi đòn đánh thứ 5. Đó nên khi chơi vị tướng này thì combo mình hay dùng nhá. Nghĩa là mình sẽ cấu rỉa chiêu 1 trước này. Đó khi đối phương mình cảm giác ăn được rồi, combo thì mới tốc hành. Đó bật ulti và lao giao tranh, dùng chiêu 2 làm chậm tướng địch. Và trong khi quay ulti đấy và combo với các chiêu nhá anh em nhớ lưu ý. Đó hãy vừa đánh thường. Đó vừa đánh các chiêu này vừa đánh thường. Đó thì cái lượng sát thương vị tướng Gina sẽ là cái lượng sát thương tối ưu nhất nhá. Rồi bọc đầu luôn thanh niên Nakroth này, rồi Nakroth bay màu luôn. Nói chung Nakroth bây giờ là không bắt được thanh niên nào team mình nữa rồi. Đó bây giờ sát thương Nakroth nhưng rất là ít. Bởi thanh niên Nakroth như xanh nhất map team địch mà cũng không thể ăn được team mình đâu. Rồi thì nói về cái lối trang bị hôm nay mình dùng có vị tướng Gina này. Đó thì mình sẽ dùng có vị tướng Gina lối đồ của cái xuyên tâm lạnh nhá. Đó mình sẽ thay thế sát thủ là một cái vị tướng pháp sư. Đó mở combat này và bắt luôn chủ lực team bạn. Đó cái xuyên tâm lạnh này thì nó là một cái món đồ có thể cung cấp mình một cái lượng xuyên giáp phép rất là lớn. Đó mình nhớ không nhầm là 150 xuyên giáp phép anh em. Đó một chỉ số cực kìa lớn nhá. Rồi nó cứ cấu rỉa thôi, những thanh niên nó càng trâu thì cấu nó càng đau anh ạ. Đó thì về slot đầu tiên này thì mình sẽ lên cho vị tướng Gina là cái giày kiên cường. Đó có thể giúp vị tướng AD đảo ganh tốt hơn và miễn khống chế giao tranh được ok hơn. Còn về lối đồ thứ hai mình sẽ lên cho vị tướng Gina là cái mặt này Berit rồi. Đó một lối trang bị gần như là chấn phái của vị tướng Gina luôn đấy ạ. Đó trận nào mình cũng lên. Đó thì cấu rỉa mới mạnh được. Còn slot thứ ba thì để tăng thêm cái tính đột biến do tranh. Đó thì mình sẽ lên là cái huyền trượng Hera nhá. Đó đây có thể hút máu mạnh hơn trong combat và bất tử được lâu hơn. Còn slot thứ tư thì mình sẽ lên là cái gì nhỉ? Xuyên tâm lạnh rồi. Đó đến slot thứ 5 thì là cái vương mẹ Harkus và cuối cùng là chính là cái trận băng. Đó để làm chậm đối phương. Còn nếu trận nào mà team bạn ở những vị tướng hút máu mạnh, đó thì anh em đổi cho mình là cái xuyên tâm lạnh sang cái sách gì nhỉ? Sách truy hồn. Và còn đến slot cuối thì anh em lên cho mình là cái gì nhỉ? Cái gươm mềm chiết. Đó thì có thể phá giáp tướng địch rất là tốt và sẽ không bị trùng nội tại nhá. Còn chặn là anh em muốn lên cái băng thạch Sarika ấy. Thỉnh thoảng nó lắc lác thì cũng hơi ghê. Rồi khả năng mình sẽ tắt chat nhá. Trong cái tình trạng lác lẻ, ôi cũng hết lác thật anh ạ. Đó binh lại ngon ngay. Rồi băng trụ và càn quét luôn. Nó cực kỳ là trâu bò và gần như là bất tử rồi. Đó càn được 2 thành viên team bạn. Và cuối cùng là cái trụ đường top. Rồi team bạn được còn Gianna chạy nữa thôi. Anh em hãy tập trung vào đẩy trụ đi.
Và như mọi lần thôi anh em, được cách chơi này, cách đánh thì mình sẽ lấy cách khắc chế vị tướng Gina nhá. Rồi để khắc chế vị tướng này rất là tốt, đó dụ nó dùng mất ulti đi. Đó và mình lao ra tranh thì hạ Gina sẽ rất là dễ. Rồi phá trụ luôn nhá. Và chắc clip mình đến kết thúc nha anh em. Nếu anh em làm thế cho mình một like này và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhá. Bye bye.